Hey, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trả bài này là người yêu sắp tới của bạn có tính cách như thế nào? Theo mình thấy, người này khá là thực tế, có thể là sẽ hơi thiên hướng về công việc, tiền bạc. Mình nghĩ người này sẽ có thiên hướng là có tính khả ưu chống chán, có thể là sẽ thay đổi liên tục. Tính cách này thì có hai mặt của nó. Tính tốt thì là sẽ rất là dễ thích nghi, thích ứng với các môi trường sống và luôn biết cách làm mới đi chuyện tình cảm hoặc là trong công việc, trong cuộc sống. Còn về mặt xấu thì mình thấy là sẽ rất là mau chán và dễ thay đổi, và bạn sẽ không nắm bắt được là người đó đang suy nghĩ như thế nào, suy nghĩ gì và cảm xúc của họ ra sao. Nhưng mà mình thấy thì người này sống tình cảm, có thể là họ khi mà họ yêu thì họ sẽ rất là quan tâm bạn và chú trọng đến bạn. Người này có tính kiên trì, kiên nhẫn rất là cao. Và mình nghĩ nếu như có vấn đề cãi vã hay gì đó thì họ sẽ sẵn sàng ngồi xuống và nói chuyện để tìm hướng giải quyết cho mối quan hệ. Và mình thấy người này giỏi việc cân bằng các khía cạnh trong cuộc sống của mình. Mình thấy người này có thể là có cung mặt trời, mặt trăng, điểm mộc sao kim, là các cung kim ngưu, sư nữ, ma kết, cự giải.